Xin chào các quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin được đưa lên một cái video trong lớp cảm xạ online của chúng tôi. Xin quý vị đừng vội vã tắt máy mà hãy xem đến phút cuối. Vì video này tôi có đưa cảm nhận của một số học viên đã thành công sau 6 buổi học cảm xạ online của chúng tôi. Và phần 2 đó là phần tôi hướng dẫn cho quý vị và các bạn phương pháp tắm âm dương và phương pháp dùng đá 12 mặt làm sao để thành công nhanh nhất, trị bệnh nhanh nhất. Và đây là một phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Và tôi là người biên soạn ra chương trình này để ứng dụng cho toàn bộ người Việt Nam của chúng ta và tất cả các bạn bè trên thế giới. Xin mời các quý vị đón xem. Qua 6 buổi tập thì thực tế là cái chỗ vai gáy đó là châm cứu với các thứ kéo cổ các thứ là nó thấy nó cũng không không có đỡ mà nằm đêm nó khó chịu. Nhưng mới tập qua 6 buổi mà cũng chưa đủ, nhưng mà hiện giờ là cái vai gáy ngủ đêm là nó không 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 bị đau nữa. Nằm cái khó ngủ khó cái vai gáy đúng được 6 đêm 6 hôm nay là luyện tập như vậy thì vai gáy tự nhiên bây giờ nó cảm thấy giác như là nó không không có bệnh nữa. Và đặc biệt là 2 ngày nay lại chữa bằng 2 cái cục đá về là chùm một cái là như bây giờ như vẻ như không nó nhẹ nhẹ tênh rồi, cố Ồ, gắng chung chúc mừng Nguyễn Nhịp. Rồi, cả lớp chúng ta vỗ tay nào, chúc mừng Nguyễn Nhịp đi. Đấy, thấy chưa? Và khi anh Nguyễn Nhịp đến với thầy ấy, là anh ấy có nói là bây giờ là bị cổ vai gáy, thì thầy nói là không bao giờ quá bán 7 đến 10 ngày đâu là phải khỏi. Cho nên là hôm nay là cái minh chứng để chúng ta thấy rằng là anh Nguyễn Nhịp chúng ta đã khỏi rồi nha. Ai thấy chuyển biến trong cơ thể thì chúng ta chia sẻ để lan tỏa cái cảm xạ năng lượng này, là một cái ngành khoa học mà rất biện chứng. Và cái phương pháp luyện tập của thầy Sơn là một cái phương pháp mà chữa bệnh không dùng thuốc, hoàn toàn dùng bằng năng lượng của mình và kết hợp với năng lượng của vũ trụ. Nhưng mà đấy là cái bí mật để lấy năng lượng. Xin mời Nguyễn Thanh Bình trước nào. con chào thuyết phục và chào sư huynh sáng và các anh chị. Sau 6 buổi tập thì một cái người là gần như khỏe mà không khi nào thêm mệt. 2 ngày trước mà bị bệnh khi mồ hôi chân nên sư phụ đi giày nó sẽ hôi lâu sẽ hôi, mà tập sau 6 buổi tập là thấy chân không có thêm mùi mồ hôi chân khi đi giày. Rồi, tốt quá, chúc mừng. Cả lớp chúng ta vỗ tay nào. Quá tuyệt vời. Xin mời Chu Văn Hưng. Dạ vâng, xin chào sư phụ, chào và toàn thể các cô bác và anh chị trong buổi học. Thì báo cáo với sư phụ là ngay từ đầu này cũng là một cơ duyên, cũng rất là biết ơn. Đầu tiên là biết ơn thầy Thanh đã có là một sợi dây kết nối giữa con và sư phụ ngày hôm nay. Thì trong 3 buổi đợt đầu sư phụ có chia sẻ bên Hatha Academy ấy, là con cũng cứ chia sẻ về tại tại hôm đấy là con cứ chia sẻ là con bị đau mỏi vai gáy, và hôm đấy con chia sẻ cái chi tiết là con bị rất nặng khi mà nghĩ một cái việc gì đó nó căng lên đấy thì toàn bộ cái phần vai và phần tai này nó nóng toát lên. À, thì sau Rồi. 6 tập thì hôm nay cái hiện tượng này thì nếu mà bảo là mất đi hoàn toàn thì nó chưa hẳn, nhưng mà về cái cơ bản thì con cảm giác là phải 90% là không còn nữa. À, Wow, chúc mừng. và một cái đặc biệt hơn cả là con Tức là như thế nào? có nghĩa là cái giấc ngủ của con là nó rất là sâu, khi sáng ra dậy là hoàn toàn thoải mái bình thường mà muốn dậy là dậy được luôn, chứ không bị như ngày trước là trước muốn dậy là phải đấu tranh tư tưởng là thêm một tí nữa, nhưng bây giờ thì thích dậy kiểu gì là dậy được luôn, kể cả là dậy rất sớm ạ. Chúng ta vỗ tay chúc mừng cho bạn Chu Văn Hưng nhé. Cảm ơn Đó. sư phụ, cảm ơn cô bác anh chị ạ. Đấy, xin mời Thì Hạnh nha. đến buổi này, dạ vâng ạ, thì cho đến buổi này thì con cũng khoảng gần 10 buổi rồi ạ. Thì thấy khi mà con vào lớp thì con khỏe, thế nên là con sẽ không thể phân biệt được là bệnh hay là như thế nào. Nhưng mà đối với người bình thường ấy thì con nhận thấy là cơ thể mình ấy thì nó năng động hơn rất là nhiều. À, trước đây thì thường cũng không không thích dậy sớm, nhưng bây giờ thì dậy sớm nhưng mà là rất là khỏe. Và cả ngày thì sức khỏe nó sẽ dẻo dai, chứ không có bị mệt, hoặc là khi nào mà có cảm thấy hơi trùng xuống một chút thì
tập cái bài của thầy thì lại khỏe lại ngay ạ. Thì đấy là cái cảm nhận của con. Và chúc mừng, bởi vì cái bài tập của thầy là những cái bài tập mà cho ứng dụng để cho cả người khỏe, để phòng trừ bệnh tật, và người yếu là để tiêu hao tất cả các bệnh ấy đi. Đó, cho nên là chúng ta sẽ thành công thôi. Nhân buổi học này thì thầy cho chúng ta một cái phương pháp tắm bằng cái phương pháp tắm âm dương. Nhớ là chúng ta sẽ tắm là 2 phút nước nóng trước, sau đó thì xả hết lạnh ra, tắm 2 phút lạnh. Sau đó chúng ta lại 2 phút nóng, 2 phút lạnh. Sau đó quay lại lần thứ 3 là 2 phút nóng và 2 phút lạnh. Tổng số thì chúng ta chỉ cần khoảng 10-12 phút là đủ. Và chúng ta sẽ thấy cơ thể rất thư giãn. Và nhất là cái não chúng ta cảm nhận là chắc chắn là rất là tốt. Và trong suốt quá trình tắm thì sư phụ dặn lần trước cách tắm rồi. Chúng ta ngậm cho thầy cái nước nước lạnh ở trong miệng. Suốt quá trình tắm ngậm vào. Và khi chúng ta lau khô người rồi, chúng ta mặc quần áo rồi, chúng ta mới nhổ cái ngụm nước ở trong miệng chúng ta ra. Và khi ngậm miệng, ngậm nước ở trong miệng, chúng ta hãy đưa cái hàm ếch, đưa cái lưỡi lên hàm ếch trên để chúng ta kết nối mạch nhâm, mạch đốc. Đó là hai cái cực tụ điện ở trong miệng của chúng ta. Đó là cực âm và cực dương ấy. Thì chúng ta sẽ không bao giờ bị cảm lạnh cả. Và những ai tắm âm dương như thế này thì khi gặp thời tiết xấu, tức là có những cái gió, thí dụ mùa đông bắc ở ngoài bắc chẳng hạn, nó lạnh thì sẽ không bị cảm như những người mà không tắm như thế này. Bởi vì cái lỗ chân lông của chúng ta nhớ rằng là nó cũng là những cái cửa huyệt của cơ thể. Thế khi mà mình tập dượt cho các cái lỗ chân lông của chúng ta nó đóng mở nhanh chóng ấy, thì nó sẽ không khác gì một cái cánh cửa mà chúng ta tra thêm dầu mỡ vào để cho nó không có tiếng kêu kẹt 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 ấy. Nó chính là như vậy. Với cái phương pháp mà ngậm nước ấy, là chúng ta có thể là nếu như đi, nếu ai đi xe máy, xe gắn máy, xe hai bánh, thì chúng ta thường là gặp mưa ở trong Sài Gòn ấy, chợt đổ mưa xuống thì chúng ta sẽ bị lạnh chân và chúng ta sẽ bị gió nó lùa vào cổ họng chẳng hạn, hoặc nó lùa vào nách chẳng hạn, hoặc là nó lùa vào lưng. Thì chúng ta hãy thủ thêm cho thầy là một chai nước để khi gặp mưa chúng ta sẽ ngậm cái ngụm nước, một ngụm nước và đi về nhà. Sau đó chúng ta lau khô người rồi chúng ta mặc quần áo mới, hoặc là chúng ta tranh thủ tắm âm dương. Sau đó thì chúng ta mặc quần áo mới thì chúng ta sẽ đạt hiệu quả rất cao và sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ bị cảm. Giống sư phụ này là không bao giờ bị cảm, ít cảm lắm. Những ai mà hay bị đau cổ họng ấy là cũng phải tắm âm dương nhiều vào. Và chúng ta dùng viên đá 12 mặt ngâm với nước ấm, nước 40 độ C. Sau đó chúng ta cứ chườm vào cổ ấy, hai viên chườm vào cổ nhiều vào. Thầy khẳng định là cái bệnh viêm họng nó sẽ hết thôi. Bởi vì thực ra cái viêm nó chẳng qua là nó bị lâu năm ấy, chúng ta bị nó bị viêm rồi. Cho nên là chúng ta sẽ tập. Cái thứ hai nữa là xoa tay thật mạnh và chúng ta vuốt vào cổ, vuốt cho nó nóng cái cổ lên, đưa hai bàn tay vuốt mạnh, mạnh để nó nóng, nó đỏ cái cổ lên, thì tự khắc là nó sẽ thông hết tất cả các cái huyệt đạo ở chỗ khu vực cổ, mà nhất là cái luân xa năm là nó nằm ở đó. Chúng ta cứ bám cho thầy một cái nguyên tắc, đó là chỗ nào mà nó tắc thì nó sẽ bị bệnh, mà chỗ nào nó thông là nó hết bệnh, có thế thôi. Chúc chúng ta một ngày thật vui vẻ và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và đừng quên nhấn nút like, chia sẻ cho mọi người và nhớ đăng ký kênh để chúng tôi có những video mới hay thì quý vị nhận được ngay. Xin chào, tạm biệt.